thực hiện tư thế chó ngước mặt. Để thực hiện tư thế chó ngước mặt thì chúng ta có thể bắt đầu bằng tư thế thường là chó ngước mặt là từ Chaturanga. Sau đó chúng ta nhấn mạnh tay và đi lên đúng không? Thì mình sẽ mô phỏng từ cái tư thế Chaturanga. Và chúng ta đang hít đất như thế này. Rồi chúng ta đặt duỗi thẳng mũi bàn chân ra, đặt cái phần mu bàn chân xuống dưới đất. Nhấn mạnh hai tay ép sát vào bên sườn. Ở Chaturanga thì đương nhiên ấy, là hai tay của chúng ta, tức là cái phần cản tay vuông góc với trên mặt đất, ép sát vào bên sườn, nhấn mạnh hai tay xuống dưới đất. Và đương nhiên là cũng giống như tư thế chó úp mặt, chúng ta cần phải xòe hai bàn tay ra, bấu xuống dưới đất này, nhấn mạnh hai tay xuống dưới đất và nhấn mạnh cái mu bàn chân xuống dưới đất, từ từ nâng người lên, nâng cả phần đùi lên, tách lên khỏi mặt đất, mặt hơi ngước và mắt nhìn về phía trước, vai mở hướng xa ra khỏi tai, ngực nở. Đối với những bạn mới tập thì có thể là hơi khó cho các bạn, tại vì các bạn vẫn còn yếu, cơ của các bạn chưa hỗ trợ được thì rất là khó cho các bạn để các bạn có thể nâng cả người lên, nâng cái đùi, cái chân của mình lên khỏi mặt đất. Thì chúng ta cũng có thể thực hiện tư thế cobra, hay còn gọi là tư thế rắn hổ mang, bằng cách là chúng ta hơi co nhẹ cái khuỷu tay này, nâng người lên, nhưng mà khuỷu tay vẫn co ha, vẫn cong nhẹ này, nâng người lên, nâng phần trên thôi, còn phần đùi thì vẫn ở dưới đất. Đây là tư thế cobra. Thì về cơ bản nó chỉ khác tư thế chó úp mặt ở chỗ là chúng ta không nâng cái phần đùi lên, và tay của chúng ta thì co nhẹ hơn thôi. Mini cobra, chúng ta có tư thế mini cobra nữa. Mini cobra là như thế nào? Các bạn nhấn tay xuống dưới đất nhưng các bạn chỉ lên một nửa so với cobra thôi. Đây là mini cobra này. Rồi, từ tư thế này để chuyển từ tư thế chó ngước mặt để chuyển về tư thế chó úp mặt, chúng ta chống mũi chân của chúng ta xuống dưới đất, rồi nâng người lên, nâng mông lên, đẩy ra phía sau để trở về tư thế chó úp mặt. Và đó chính là cách thực hiện tư thế chó ngước mặt, hay còn gọi là upward facing dog.